Chỉ với một cú ra chân duy nhất trên chấm phạt đền của Hakan Çalhanoğlu, nhiều đó thôi thì không cần nhiều đâu, Inter Milan đã biến 20 cú dứt điểm của Arsenal trở thành vô nghĩa. Một cú handicap cực mạnh giáng xuống thầy trò Mikel Arteta và pháo thủ đã lại thất bại. Những áng mây đen u tối đang bủa vây đại diện thành London, họ mang cái sự bết bát từ ngoại hạng Anh sang đến tận Champions League. Và thất bại trước Inter Milan chỉ sút đúng một quả duy nhất cả trận, dường như là thông điệp của pháo thủ muốn gửi tới tất cả các dân chơi tại lục địa già. Đó là chu kỳ buông năm nay của họ chắc chắn đến sớm hơn dự tính rất nhiều. Dù đang sở hữu thành tích bết bát tại Premier League khi hòa 2 và thua 1 trong 3 trận gần nhất, nhưng ít ra ở Champions League, Arsenal vẫn được hưởng chút oai phong với thành tích bất bại. Chính vì vậy, dù phải hành quân tới Giuseppe Meazza, song Mikel Arteta không hề kiêng nể mà lộ rõ ý đồ tấn công phủ đầu ngay những phút đầu tiên. Với bộ tứ tấn công giàu năng lượng là Saka, Martinelli, Kai Havertz và Trossard, pháo thủ nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Ấy vậy nhưng các vị khách không hề hay biết rằng đó lại chính là ý đồ của Inter Milan. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nerazzurri đã chủ động xây dựng một cấu trúc phòng ngự chặt chẽ với những hậu vệ luôn duy trì cự ly hợp lý để phong tỏa khả năng tấn công biên của Arsenal. Chính điều này đã khiến cho Gunners, dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nổi bật hơn, nhưng gặp rất nhiều bế tắc trong việc áp sát vòng cấm của Inter. Denzel Dumfries vẫn là cái tên chơi nổi bật nhất khi liên tục làm khó các ngôi sao tấn công bên phía đội khách, đặc biệt là Gabriel Martinelli. Tuyển thủ Hà Lan không chỉ mạnh mẽ ở những tình huống tranh chấp tay đôi mà còn linh hoạt trong việc hỗ trợ tấn công và thu hồi bóng khi cần. Sự xông xáo và đầy mạnh mẽ của Dumfries cùng với đó là lối chơi cực kỳ điềm tĩnh của tam tấu Benjamin Pavard, Stefan de Vrij và Jan-Oral Bisek ở vị trí trung vệ đã tạo thành kết cấu phòng ngự vững chãi đánh chặn Arsenal từ xa đến gần và khiến cho đoàn quân áo đỏ trắng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tất nhiên ta không thể bỏ qua màn trình diễn xuất sắc của Jan Sommer trong khung gỗ của Inter Milan. Thủ thành người Thụy Sĩ đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua quan trọng và là chìa khóa đưa Inter chiến thắng trận này. Nếu bạn có bỏ lỡ trận đấu, thậm chí là còn không xem được bản tin tường thuật lại mà chỉ kịp nhìn thông số trong trận thôi, cũng đã mường tượng là Sommer đỉnh cỡ nào rồi. Arsenal cả trận tung ra tới 20 cú dứt điểm, nhưng kết quả nhận về chỉ là con số 0 tròn trĩnh trên bảng tỷ số. Có thể, người hâm mộ của pháo thủ đổ lỗi cho Đen kêu Inter ăn rùa bởi ngay đến tình huống bị thổi phạt đền cũng là do Mikel Merino tự dưng xử lý bóng quá ngớ ngẩn khiến nó đập thẳng vào tay mình trong vòng cấm. Để rồi trên chấm 11m, Hakan Çalhanoğlu không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại thủ thành David Raya. Nhưng mà Arsenal vẫn còn nguyên một hiệp 2 để lật ngược thế trận. Họ cũng cố gắng dồn hết cả vốn liếng lên để tấn công. Ethan Nwaneri, Gabriel Jesus, rồi cả Martin Odegaard đều được tung vào sân. Ấy vậy, dàn pháo ấy vẫn bó tay trước một Inter phòng ngự đúng chất Italia kinh điển. Có thể bạn sẽ thấy, con số 20 cú sút của Arsenal trong cả trận đấu này là to, nhất là khi so với Inter Milan chỉ tung ra vỏn vẹn 7 lần dứt điểm. Thế nhưng chỉ 4 trong số 20 lần uy hiếp ấy của Gunners là đi trúng khung thành, mà tới được đến đó thì cũng bị sự xuất sắc của Jan Sommer từ chối. Nhiều đó là cũng đủ để chứng minh đoàn quân của Mikel Arteta có chuyến bay khó khăn như thế nào tới Italia. Những pha tạt bóng của Bukayo Saka và Gabriel Martinelli thiếu độ chính xác và sắc bén để xuyên phá hàng thủ kiên cố của đội chủ nhà. Dù Kai Havertz tích cực di chuyển để tìm kiếm khoảng trống, anh cũng bị phong tỏa chặt chẽ, không thể gây quá nhiều vấn đề cho Nerazzurri. Đây là dấu hiệu tương đối khẩn cấp dành cho Arteta, một đội bóng vốn nổi tiếng với lối chơi cống hiến mà lại trải qua hai trận liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào. Như vậy thì đua vô địch kiểu gì đây? Man City thì đang suy yếu khi mất Rodri cả mùa. Đáng lý ra đội bóng thành London phải tận dụng triệt để điều này chứ. Chẳng phải hai mùa giải chỉ chịu núp sau bóng đội chủ sân Etihad đã mang tới nhiều niềm đau cho khán giả của Arsenal rồi sao? Ấy vậy mà họ nỡ lòng nào tiếp tục khước từ món quà cuộc sống ấy, tung chu kỳ buông còn sớm hơn dự kiến và để cho Liverpool ung dung hưởng lợi. Quả thực, giờ là lúc mà Man City có thể coi là yếu nhất dưới thời của Pep Guardiola rồi. Nếu như không tận dụng được nữa, thì chắc là chẳng bao giờ Arsenal còn dám mơ chạm tay lại vào chiếc cúp bạc Premier League. Còn tại mặt trận C1, trận thua cay đắng này trước Inter Milan tất nhiên là chưa thể khiến cho Arsenal rơi xuống nhóm bị loại. Họ vẫn xếp trên những Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid hay AC Milan. Nhưng thử hỏi là điều ấy có đủ để che đi sự thất vọng của các cổ động viên hay không? Với tâm thế của đội bóng thành London cùng với luật mới tại Champions League mùa này, thì việc lọt vào vòng knockout là yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành. Cho nên,
Thứ mà khán giả tại Emirates mong chờ đó là cách mà Arsenal đoạt vé đi tiếp như thế nào, có đủ thuyết phục và mãn nhãn hay không. Không thắng 3 trận liền tại ngoại hạng Anh, rồi bây giờ thì đứt luôn mạch trận bất bại tại Champions League. Át hẳn ta đều tìm được đáp án cho câu hỏi trên rồi nhỉ. Mà có phải Arteta cũng là một tay Pep Guardiola chỉ bảo nên hai thầy trò đã tồn tại sợi dây liên kết không thể tách rời không nhỉ? Chứ ai lại Man City đá dở, Arsenal cũng đá dở theo thế này. Rồi lúc Man xanh bứt tốc vào giai đoạn nước rút, pháo thủ có theo nổi không? Thật buồn khi chưa cần đến khúc cua định mệnh ấy, ta đã phải khẳng định luôn là không rồi. Những gì mà hai mùa giải trước đã có, rồi sự bấp bênh ngay hiện tại của Arsenal, thú thực là nó chẳng khiến cho khán giả có cảm giác yên tâm về một ông lớn thực thụ của lục địa già. Vậy chẳng lẽ giới hạn của Mikel Arteta cũng chỉ đạt tới cảnh giới đưa pháo thủ trở lại vị thế chú tư, câu lạc bộ chỉ đủ sức cạnh tranh chứ không thể trở thành nhà vua đích thực hay sao?